Cao Mê Lai, 100 ngày chốt trên cao điểm 321. Tác giả Phạm Văn Dương, giọng đọc Hải Yến, số 3. Ngày thứ 3 trên cao điểm. Sáng sớm ngày 12 tháng 11, một buổi sáng thật yên bình, nhìn từ trên cao điểm xuống, một khoảng xanh mênh mông của rừng già phía dưới. Tôi chăm chú quan sát rồi nghĩ, rừng bạt ngàn như vậy, Pol Pot triển khai hỏa lực ở bất cứ chỗ nào để bắn phá lên cao điểm. Chúng sử dụng chủ yếu là cối 100, vì vậy giữa rừng già rậm rạp, tiếng nổ và chớp lửa đầu nòng cũng như khói súng bị phân tán giữa rừng, ta không dễ gì quan sát được. Nếu thấy được vị trí bắn, địch lại cơ động sang vị trí khác. Như vậy, làm sao ta chế áp được hỏa lực địch? Mắt tôi dừng lại ở hướng Tây, Tây Bắc, phát hiện ra khoảng cách gần 4 km, có một khoảng rừng trống. Gần chính giữa, có một hình chữ nhật như dãy nhà bằng khoảng cái mặt bàn. Tôi nói với đại đội trưởng, anh Thông ơi, hình như dưới kia có cái nhà và khoảng sân của Pốt. Anh Thông cùng mấy anh em trong trung đội ngó đầu lên quan sát. Đúng lúc đó tôi lại nghe tiếng tong tong rồi xoẹt xoẹt. Chúng tôi lao chúi nhủi vào các đoạn hào có nắp và hầm ếch đã được gia cố mấy ngày qua. Ầm ầm, hàng loạt tiếng nổ chát chúa trên đỉnh cao 321. Không biết sau khi quan sát, đại trưởng báo cáo bằng hữu tuyến điện với tiểu đoàn ra sao. Một lúc sau, tôi nghe tiếng réo của đạn pháo 130mm và tiếng vun vút hỏa tiễn của ta từ hướng Pailin và một loạt tiếng nổ ầm ì ở hướng xa xa. Tôi ló đầu quan sát khoảng trống phía dưới rừng già, thấy một số bóng người di động qua lại ở khoảng rừng trống. Những di động của địch chỉ như những hòn bi lăn qua lăn lại. Tôi nói với vào trong hầm chỉ huy đại đội, anh Thông ơi, địch đang cơ động ở khoảng trống dưới rừng. Một lúc sau, tôi thấy một loạt tiếng nổ kéo dài ở dưới khoảng trống, rồi lửa khói bốc lên, mọi người reo vang, trúng rồi. Dưới khoảng trống, hàng loạt tiếng nổ kéo dài, chừng hơn 20 phút. Chúng tôi phán đoán hỏa lực của ta đã bắn trúng kho đạn của địch. Một lúc sau, tôi nhận thấy trên cao điểm yên ắng hẳn. Địch đã dừng bắn lên cao điểm. Bỗng Ngọt la lớn, địch bỏ chạy rồi anh Dương ơi. Tôi nhìn theo tay Ngọt chỉ, có mấy chiếc xe từ phía bờ rừng bên Campuchia chạy sang hướng Thái, rồi vòng lên đường nhựa bên đất Thái. Chúng chạy về hướng Tây Nam. Đại đội trưởng Thông lúc này cũng đã ra khỏi hầm để quan sát địch. Thì ra Pốt có đường từ căn cứ của nó chạy qua cầu ở suối biên giới sang đất Thái. Hèn gì nó có nhiều đạn pháo, đạn cối bắn vào đội hình ta. Quan thầy của chúng cung cấp súng đạn, dùng xe đưa từ Thái Lan vào căn cứ của chúng ở Campuchia theo cầu qua suối đường biên giới. Tôi nghe nói sư đoàn 309 của chúng tôi cùng một số đơn vị khác cứ đánh đi đánh lại ở khu vực Cao Mê Lai nhiều lần, nhưng cứ đánh chiếm rồi lại bị địch dùng sức mạnh của hỏa lực phản kích mạnh mẽ. Chúng chiếm lại một số vị trí của đơn vị ta. Hai bên cứ liên tục giằng co biết bao nhiêu lần như vậy. Cũng phải thôi, ta thì nằm sâu trong rừng Cao Mê Lai, mọi công tác tiếp tế về súng, đạn, lương thực, thực phẩm cũng như mọi mặt đều phải vận chuyển theo đường rừng. Đường vận chuyển gần cũng trăm cây số, xa thì cũng vài trăm cây. Trên đường vận chuyển, nào thì bị địch gài mìn, nào thì bị địch tập kích hỏa lực xa gần, nào thì bị lực lượng địch phục kích. Địch thì có xe pháo vận chuyển từ bên Thái sang, mà nghe nói vũ khí trang bị của địch toàn hàng xịn của quan thầy chúng, được vận chuyển theo đường hàng không rồi được xe chuyển ra các kho hàng của Thái ở biên giới và âm thầm chuyển sang căn cứ của chúng trên đất Campuchia.
Nghe nói sau khi hoạt động trong nội địa một thời gian, Bốt thay nhau sang đất Thái hưởng thụ trong các khu vực được mở dành riêng cho chúng trên đất Thái, được các thế lực khác nhau tài trợ. Vì vậy, tàn quân vừa sống dai lại còn sử dụng các loại vũ khí trang bị tương đối hiện đại, nên làm cho ta tổn thất không ít qua thời gian sau khi Phnom Penh được giải phóng. Ngày thứ tư trên cao điểm. Sáng ngày thứ tư trên cao điểm, tôi dậy sớm, quan sát về hướng Tây dưới chân cao điểm. Vẫn là rừng già bạt ngàn, nhưng tôi chợt giật mình, dụi mắt nhìn lại lần nữa. Phía Tây trên đất Thái, một dải vàng ươm ngày hôm qua, bây giờ thấy chỉ còn một màu xám bao trùm. Qua một đêm, chúng tôi nằm trên cao điểm, vậy mà không phát hiện được một chút gì. Cánh đồng lúa vàng rực bên Thái đã được chúng thu hoạch sạch sẽ. Mấy anh em trong trung đội nhận định Thái Lan nó dùng máy gặt âm thầm gặt hết cả một cánh đồng rộng mênh mông. Chúng tôi ước chừng chiều dài cánh đồng cũng cả gần 20 cây số, chiều rộng chỗ hẹp nhất cũng 2 đến 3 km, nhiều chỗ chúng tôi ước chừng cũng 5 đến 7 km. Chắc chúng sợ Việt Nam có thể đánh sang chiếm giữ, hoặc sợ đạn pháo của ta bắn sang làm hư hỏng. Vì vậy chúng âm thầm bí mật gặt hết cả cánh đồng lúa mênh mông chỉ trong một đêm. Vậy mới thấy giai đoạn này công nghệ của Thái Lan đã hiện đại và bỏ xa Việt Nam đến mức nào. Ngày hôm đó địch cũng bắn lên cao điểm, nhưng mức độ ít hơn 2 hôm trước rất nhiều. Có lẽ hôm qua bị hỏa lực của ta bắn trúng căn cứ, tổn thất nhiều nên địch giảm cường độ bắn phá. Chúng tôi tiếp tục củng cố công sự của mình để tránh pháo cối của địch. Qua 3 ngày trên chốt, chúng tôi đã đào được mấy chục mét giao thông hào và làm được một số đoạn hào có nắp để tránh đạn cối của địch. Hào đào đầu mùa khô nên cũng không vất vả lắm. Duy làm hào có nắp, chúng tôi phải tận dụng cây, cành gãy, đổ do hỏa lực địch bắn phá để lát bên trên hào. Sau đó dùng đá đất lấp lên bên trên. Tuy chỉ sơ sài như vậy, nhưng chúng tôi cũng phần nào yên tâm hơn một chút. Tại vị trí của mình, tôi nới rộng thêm đoạn hào có nắp, sau đó mắc võng và như vậy cũng yên chí vì đã có một chỗ ngả lưng ngủ nghỉ tương đối thoải mái. Sáng hôm đó, chúng tôi cử người về bếp đại đội ở phía sau để lấy cơm. Đại đội tổ chức nấu cơm cách khe suối chân cao điểm chừng hơn 2 km. Đoạn đường cả đi về trên chốt khoảng 4-5 giờ đồng hồ. Buổi sáng, chúng tôi cử 2 người về sau vừa lấy cơm, vừa kết hợp gùi nước, có thể tranh thủ tắm giặt. Cơm đại đội nấu cho chúng tôi cả ngày, buổi trưa ăn xong, còn lại buổi chiều ăn nốt. Sau mấy ngày chỉ ăn lương khô, cơm sấy, chúng tôi được ăn cơm nấu. Chỉ có cơm với nước thịt hộp nấu cho thêm mắm kem mà cứ như được ăn tiệc. Nhai miếng cơm trong miệng, thấy vị ngon ngọt của cơm và nước thịt mà thấy ai cũng tỉnh cả người. Mọi người cười nói rôm rả, quên hết cả mệt nhọc, chết chóc, thương vong của mấy ngày qua. Ngày thứ 5 trên cao điểm. Sau đó, chúng tôi cử người xuống bếp đại đội lấy cơm, số còn lại tiếp tục củng cố công sự. Chiều tối hôm trước, chúng tôi được lệnh xây dựng một hầm kèo để bảo đảm an toàn cho trung đội khi bị địch bắn phá. Tôi và Ngọt quan sát một lúc, rồi thống nhất xây dựng hầm ở ngay phía sau cây xăng lẻ, chính giữa sườn Tây chừng vài mét. Ngay sau chính giữa đoạn hào cạnh Tây đỉnh điểm cao. Về công việc, chúng tôi đào và lát hầm bằng cây và đất đá. Chúng tôi được một đại đội công binh thuộc tiểu đoàn công binh của sư đoàn cắt cây cách đông cao điểm 321 chừng 4-5 km rồi vác lên cao điểm để chúng tôi làm hầm. Ngoài hầm kèo của trung đội, đại đội công binh cũng xây dựng một hầm kèo nữa cho chỉ huy đại đội. Hầm chỉ huy đại đội nằm phía sau, cách hầm trung đội tôi chừng 40 mét, sát gần chính giữa đoạn hào dọc phía nam 321. Hầm kèo trên đỉnh Tây Bắc
nơi chỉ huy đại đội, vẫn ở được bàn giao lại cho khẩu đội 12 ly 7 của tiểu đoàn. Đồng thời, đại đội công binh cũng xây dựng một trận địa chính và một trận địa dự bị cho khẩu đội 12 ly 7 trước hầm kèo này. Trên cao điểm, chúng tôi có 3 bộ phận. Chỉ huy đại đội có 2 người, một chỉ huy đại đội và một y tá kiêm liên lạc. Mấy ngày đầu, đại đội trưởng thông chỉ huy. Sau đó, anh bàn giao lại cho đại đội phó Khải. Trung đội tôi do chỉ huy đại đội trực tiếp chỉ huy. Trung đội tôi còn 3 người. Mấy hôm sau, được bổ sung thêm 2 chiến sĩ. Nhiệm vụ của trung đội là canh gác, cảnh giới, sẵn sàng đánh địch tiến công hướng Tây, hướng Nam và Đông 321. Khẩu đội súng máy 12 ly 7, lúc nào cũng có 4-5 chiến sĩ cùng trung đội phó hoặc trung đội trưởng thay phiên nhau lên chốt để chỉ huy. Khẩu đội có nhiệm vụ canh gác, cảnh giới, đánh địch hướng Tây Bắc và hướng Bắc 321. Tôi thấy khẩu đội 12 ly 7 hoàn toàn độc lập. Họ có máy hữu tuyến điện riêng, sinh hoạt riêng, chỉ có cơ động lên xuống cao điểm là đi qua hào của chúng tôi về sau. Ngày hôm đó, địch dùng cối 100 ly tiếp tục bắn phá cao điểm. Tuy không nhiều bằng những ngày đầu, nhưng mật độ bắn phá nhiều hơn hôm qua. Có lẽ địch đã phục hồi và tổ chức chặt chẽ hơn. Chúng phân tán ở trong rừng, nên khi nghe tiếng đề pa của cối, lúc ở phía này, lúc sau lại nghe thấy ở phía khác, thường 2 hoặc 3 khẩu sát gần nhau, nên chúng tôi nghe khi thì tong tong, lúc thì tong tong tong. Sau khi nghe tiếng nổ đầu nòng, chúng tôi nhào vào vị trí ẩn nấp, nghe tiếng rít xoẹt xoẹt, rồi tiếng nổ ầm ầm, đinh tai nhức óc. Những ngày sau này, địch bắn phá trên cao điểm, sáng từ 8 đến 10 giờ, chiều từ 2 đến 4 giờ. Mỗi ngày, chúng bắn trên cao điểm khoảng chừng trên 100 quả. Chỉ 6 đến 7 ngày sau, trên cao điểm không còn sót lại một bóng cây, bụi cỏ nào. Chỉ còn cây ở sườn cao điểm. Một số cây cao nhô ngang đỉnh cao điểm vài ngày sau cũng dần dần bị gãy đổ. Tôi học ở trường lục quân nên kích cỡ của hầm kèo cơ bản nắm được, nhưng khi vào xây dựng thực tế vẫn lúng túng. Trung đội phó Ngọt có lẽ đã xây dựng hầm hào nhiều, vì vậy về kích cỡ, cách thức, Ngọt chỉ cho anh em trong trung đội làm rất rành rọt. Vừa đào hầm vừa tránh địch bắn phá lên cao điểm, mà hầm của chúng tôi được đào vuông thành sắc cạnh, đẹp như trong hội thao thời bình. Đến ngày thứ 10, hầm kèo của chúng tôi đã được xây dựng xong. Cây lát hầm được công binh mang từ phía sau lên. Cây được cưa cắt đều tăm tắp, đường kính 50-60cm, độ dài theo kết cấu sẵn, nên khi đưa vào, chúng tôi gần như chỉ lắp ghép lại là xong. Bao cát được trên cấp cho mấy trăm chiếc để chúng tôi lát hầm và các đoạn hào phía trước. Chúng tôi xúc đất cát buộc chặt rồi lát đều trên nóc hầm. Ngoài bao cát, chúng tôi lát thêm đất đá nên độ dày nóc hầm cũng phải dày 2-3 mét. Vậy là có chỗ trú ẩn lý tưởng. Ngay cả đạn pháo cỡ lớn của địch cũng không bắn sập, chứ nói gì đạn cối. Mấy hôm trước, khẩu đội 12 ly 7 đã tiếp quản và xây dựng trận địa ở mỏm Tây Bắc cao điểm. Chỉ huy đại đội rời về hầm kèo mới được công binh xây dựng ở phía sau. Trong quá trình xây dựng hầm kèo, anh em trong đại đội công binh vác cây lên, nhưng do địch bắn phá liên tục, hầu như chúng tôi không nói chuyện hỏi han nhau được mấy câu. Anh em công binh thấy địch bắn phá ác liệt trên đỉnh cao điểm, nên khi vác cây đến nơi là vội vã chạy theo hào về. Vì vậy, ngay cả lúc đó cho đến sau này, chúng tôi cũng không biết nhiều về đơn vị công binh này. Ngày 20 tháng 11, địch vẫn bắn phá lên 321 như thường lệ. Nhưng chúng tôi xây dựng hầm kèo đã gần xong, nên phần nào yên tâm, không sợ bị thương vong như mấy ngày đầu. Trưa đó, sau khi ăn xong, đang ngồi nghỉ, tôi chợt nhớ ra, hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam. Tôi bần thần suy nghĩ, không biết hôm nay
ngày nhà giáo em có vui không? Có nghĩ, có nhớ về mình không? Hôm nay em cùng đồng nghiệp được đón chào ngày nhà giáo đầu tiên trên cương vị cô giáo, chắc là vui lắm. Vui vậy, có lẽ cũng chẳng nhớ gì mình đâu. Nghĩ vậy nên lòng tôi hơi se buồn. Đã lâu tôi không nhận được thư của em, cũng như thư của gia đình. Anh Thông được cho về nước, dự đại hội thi đua quyết thắng toàn quân và được báo cáo thành tích ở đại hội. Thay cho anh Thông chỉ huy đại đội là phó đại đội trưởng Khải. Không hiểu sao đại đội 10 lúc đó không biên chế phó đại đội trưởng chính trị. Có lẽ nguồn cán bộ chính trị lúc đó có ít, cán bộ không đủ biên chế cho các đơn vị. Khải là người Nam Định, học trước tôi một khóa ở tiểu đoàn 5, trường sĩ quan lục quân 2. Anh ra trường được biên chế về đại đội 10, chiến đấu ở Campuchia. Đến lúc đó đã được 5 rưỡi. Vậy mà nghe chừng không quen với súng đạn. Hầm chỉ huy đại đội chỉ có Khải cùng y tá Ngang ở. Y tá Ngang người Hà Sơn Bình, nhỏ nhắn nhanh nhẹn, mồm mép láu lỉnh. Khi giao ban ngồi cùng Khải, địch bắn lên cao điểm, cứ nghe một tiếng nổ ầm của đạn pháo là thấy Khải lại giật thót lên, người co rúm lại. Có lẽ anh không quen được với tiếng nổ, không quen được với chiến tranh. Nghe Ngọt nói trong đại đội, mọi người rất tin tưởng đại đội trưởng Thông, đại đội phó Đủ khi hai anh chỉ huy đơn vị hành quân đi phục hay khi chiến đấu trong các chiến dịch. Nhiều trận chiến rất ác liệt, nhưng hai anh đều chỉ huy đại đội linh hoạt chặt chẽ, nên thương vong tổn thất của đại đội, dù ít dù nhiều, mọi người đều đánh giá là chấp nhận được. Còn với phó đại đội trưởng Ngãi, không một ai tin tưởng anh. Mọi người đều nói anh là người chỉ huy sát lính. Trung đội tôi được chỉ huy đại đội tin tưởng nên thường được đi cùng chỉ huy ở phía trước trong hành quân hoặc trên hướng chủ yếu cùng chỉ huy đại đội khi đi phục. Tôi tuy đã qua 3 năm học tại trường lục quân, qua mưa nắng nhưng nhìn vẫn trắng trẻo thư sinh. Vì vậy, chỉ huy tiểu đoàn đưa tôi về trung đội của Ngọt, một trung đội phó trải qua nhiều trận chiến đấu, có nhiều kinh nghiệm. Trên đường đi thực tế, lúc dừng nghỉ ngoài căn cứ sư đoàn, cũng như khi đi dọc đường hay ở đơn vị, tôi đều hỏi han những người đi trước, những người đã trải qua chiến đấu cũng như có kinh nghiệm chiến đấu. Nghe các anh đi trước nói, khi địch bắn hỏa lực, nếu là cối thì nghe tiếng đề pa và tùy theo tiếng đạn rít để chú tránh đạn địch. Nếu đạn xoẹt xoẹt là đạn địch nổ gần, phải chú tránh cẩn thận. Nếu đạn hú vun vút là đạn bay qua đầu, nên khi vào tình huống tôi luôn bình tĩnh, tự tin. Có lẽ lúc đầu mọi người trong trung đội thấy tôi mới ra trường, lại chưa chiến đấu bao giờ nên cũng không được tin tưởng. Nhưng lên cao điểm 321 được một ngày, tôi thấy mọi người đã nhìn tôi với ánh mắt khác. Nhất là sau khi trai hy sinh, Quốc và Sắc bị thương, anh em thấy tôi xử trí linh hoạt nên càng quý mến tin tưởng tôi. Chúng tôi chốt trên cao điểm 321 chừng hơn một tháng. Tiểu đoàn trưởng Hóa lên kiểm tra trận địa, thấy anh không nói gì. Hôm sau, tiểu đoàn triển khai chúng tôi xây dựng thêm một hầm âm để bảo đảm cho trung đội sinh hoạt sẵn sàng chiến đấu về lâu dài. Hầm âm được chúng tôi xây dựng ngay góc tây nam của cao điểm, nằm giữa hầm kèo của trung đội và hầm chỉ huy của đại đội. Chúng tôi thiết kế thêm đường thoát khói nên hầm âm vừa là chỗ có thể trú ẩn, sinh hoạt, đồng thời cũng thành bếp dã chiến của chúng tôi. Từ ngày có hầm âm, hàng ngày chúng tôi chỉ lấy cơm, gùi nước từ dưới chân cao điểm, còn nấu thịt hộp và mắm kem đều trên hầm âm. Hộp thịt 350 gram được chúng tôi chia đều. Một lần nấu, lấy 1/3 lon thịt, cho thêm mắm kem nấu loãng. Vậy là có thức ăn của một ngày. Trên cao điểm hơn 3 tháng, chúng tôi hầu như không được tiếp tế rau xanh. Ngoài mấy ngày ăn tiêu chuẩn Tết, nên mọi người ai cũng thèm rau. Cứ xuống lấy cơm, gùi nước. Anh nào tranh thủ kiếm được vài cây rau tàu bay là ai nấy đều sáng mắt. Bữa cơm hôm đó như một bữa liên hoan của trung đội.
mà rau tàu bay đang giữa mùa khô nên rất hiếm. Chỉ khi nào ra suối tắm, chịu đi tìm mới có được vài cọng. Tôi nhớ có lần Ngọt kiếm được đâu mấy cọng rau lang già. Bữa đó chúng tôi rửa sạch, ăn sống, ai cũng suýt xoa khen ngon. Bản thân tôi còn như thấy vị ngọt của mấy cọng rau trong miệng sau khi ăn cả tiếng đồng hồ. Còn thuốc, tôi nhớ cả mấy anh em chúng tôi trên chốt đều nghiện thuốc. Hầu như khi mới sang ca, chúng tôi chỉ hút gọi là tập tuệ, hoặc do đặc điểm dân lao động nên anh em ở nhà bập bẹ hút cho có phong trào. Nhưng sang ca một thời gian ai cũng nghiện. Không biết do nằm rừng nhiều hay do căng thẳng, do buồn vui chiến trường, ai cũng nghiện. Và thuốc hút của tụi tôi cơ bản là thuốc dê. Lúc nhiều thuốc, mọi người hút điếu thuốc, còn một mẩu liền dụi cho tắt, rồi dắt mẩu thuốc đó vào vách hầm, chỗ kín đáo. Khi hết thuốc, mọi người tìm những mẩu thuốc đó châm hút cho đã cơn ghiền. Khi tìm những mẩu thuốc như vậy, chúng tôi gọi là đi tìm dế. Nằm trên chốt lâu ngày, thuốc dê cạn kiệt. Có thời gian cả trung đội không ai còn cọng nào. Ngay cả đến dế tìm mỏi mắt cũng chẳng còn một mẩu. Mấy đứa xuống vùi cơm nước, xin xỏ được tí nào cũng mừng như vớ được vàng. Không ra được ngoài dân, thuốc không còn. Có lần vớ đâu được cây đu đủ, chúng nó mang lên chốt được mấy lá. Lá già khô, chúng tôi quấn hút được luôn. Còn lá xanh phơi để dùng dần. Lúc đầu hút lá đu đủ, tôi hít vào, thấy nó vừa hăng vừa sốc. Vậy mà cũng cố rít lấy vài hơi cho đỡ thèm. Mấy lá đu đủ cũng thỏa mãn cơn nghiện của chúng tôi được vài ngày. Mấy bữa sau, có người từ cứ cũ lên, chiến sĩ sắc gửi cho tôi khoảng 1 kg thuốc dê và một bịch mắm kem. Sau khi bị thương về, do vết thương không nặng lắm, nó được chữa trị tại bệnh xá trung đoàn. Tôi nghe nói nó xin được ở lại bệnh xá để phục vụ. Vậy là cũng mừng cho nó. Tính nó chăm chỉ nhưng nhát, nó được ở bệnh xá là chỗ phù hợp với nó rồi. Quà sắc gửi lên, nó ghi gửi đích danh tên tôi. Có lẽ nó cảm ơn tôi trong mấy ngày ở trung đội, quan tâm đến nó, nhất là lúc nó bị thương. Đang trong kỳ thiếu thuốc, quà của sắc là nguồn động viên vật chất thật lớn cho cả trung đội. Sau khoảng 1 tháng chốt trên cao điểm, toàn bộ đỉnh 321 hầu như chọc lóc, không còn một cái cây bụi cỏ nào. Cái cây bằng lăng to ngay phía trước hầm kèo trung đội cũng bị bật gốc, ngả xuống sườn cao điểm. Sau khi cây bằng lăng bị bật gốc, khi địch bắn ngồi trong hầm kèo, tôi thấy mấy lần đạn rơi ngay trên nóc hầm. Sau đó ra quan sát, tôi mới thấy mình và mấy đồng chí trong trung đội may mắn. Đoạn hào chúng tôi ẩn nấp khi mấy ngày đầu lên cao điểm được tán cây bằng lăng che chắn. Có lẽ địch bắn cối lên, nếu đúng vào chỗ mấy anh em tôi đều bị cành lá chặn lại nên nổ trên ngọn cây. Nếu địch bắn DKZ đạn bay thấp thì chạm sườn cao điểm là nổ. Nếu cao chút đều vượt qua đỉnh rơi xuống phía sau. Vì vậy trên cao điểm chúng tôi chỉ sợ địch bắn đạn cối, vì đạn cối bắn cầu vồng, bắn trúng chỗ nào là thương vong chỗ đó. Chỗ xạ thủ trai và chiến sĩ sắc được phân công chỉ có các bụi cây lúp xúp, không được tán cây nào che chắn. Nên đoạn này đạn cối của địch rơi ngay vào hào hố bắn của chúng tôi. Vì vậy trai đã hy sinh và sắc bị thương. Sau này nghĩ lại, tôi mới thấy mình cũng chủ quan. Nghe các anh đi trước nói đạn cối bay xẹt xẹt là nổ gần, còn đạn bay nghe xòe xòe là nổ xa chỗ trú ẩn của mình. Nhưng theo tôi đúc rút được là còn nghe được tiếng đạn bay là còn sống. Còn nếu đạn bắn trúng thì chẳng còn nghe được gì, và lúc đó là đã xong luôn rồi, còn đâu mà nghe đạn bay. Đạn cối bay xẹt xẹt, nếu nhanh chóng ẩn nấp cũng tránh được mảnh đạn khi nổ gần để giảm thiểu thương vong. Mấy ngày đầu chúng tôi còn đi lại thoải mái trên cao điểm. Nhưng sau gần 1 tháng bắn phá, chỉ cần chúng tôi nhô đầu lên khỏi hào là địch lại tong tong bắn lên.
Sinh hoạt trên cao điểm của chúng tôi chỉ suốt ngày trong hầm kèo, ra hầm âm, hay cùng lắm là ngồi hoặc nằm dưới đoạn hào có nắp. Khi đi lại dưới hào, không khi nào chúng tôi nhô đầu lên. Chỉ có chiến sĩ cảnh giới kiêm nhiệm vụ canh gác, lợi dụng địa hình địa vật quan sát cảnh giới, đảm bảo an toàn cho đơn vị. Khi chưa có hầm âm, ban ngày chúng tôi tụ tập chơi bài quỳ trong hầm kèo. Ban đêm, ngoài chiến sĩ canh gác, còn lại chúng tôi loanh quanh nói chuyện, tâm sự gia đình, tình yêu, kể chuyện quê hương, còn không thì đi ngủ sớm. Lâu lâu, giác cao hứng đổ một vài câu vọng cổ hoặc ca một vài bài nhạc vàng, chỉ làm cho chúng tôi nhớ nhà, nhớ quê hơn. Khi có hầm âm, chúng tôi sinh hoạt chủ yếu ở hầm âm, còn hầm kèo, ban ngày là nơi tránh pháo, cối của địch. Ban đêm chia nhau ngủ ở hai hầm cho rộng rãi. Nhà vệ sinh được chúng tôi đào sâu, lát cây và dựng một số cây cành là vị trí thấp nhất ngay chính giữa cao điểm. Nhà vệ sinh và hầm kèo của trung đội, hầm kèo của chỉ huy đại đội nằm ở ba đỉnh của một tam giác đều, cách nhau chừng hơn chục mét. Từ hầm kèo của chúng tôi có một đường ra nhà vệ sinh. Chúng tôi cũng làm một đường cơ động từ hầm kèo của đại đội đi ra nhà vệ sinh. Cây cành dựng để che chắn cho nhà vệ sinh. Chỉ được vài ngày, địch bắn phá là bay, văng đi hết. Cứ vài ngày, chúng tôi lại về sườn đông của 321, tìm kiếm cây cành, tối ra, sửa sang che chắn lại. Vậy mà cũng chẳng mấy khi đi vệ sinh được kín đáo. Hầu như ban ngày, chúng tôi không giải quyết nỗi buồn, mà chủ yếu vào ban đêm, lúc địch ít khi bắn phá trên cao điểm. Bữa ăn không có rau, nên tôi thấy anh em trong trung đội cũng chẳng mấy khi đi nặng. Như tôi cũng phải 3-4 ngày mới đi một lần. Hậu quả, tôi bị bệnh trĩ ngoài. Căn bệnh theo tôi suốt những năm tháng sau này. Tôi đã phải đi viện cắt trĩ 2 lần mà vẫn chưa khỏi hẳn. Nguyên Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.